trong chiều ngày 8 tháng 1, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn cán bộ đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí cán bộ hưu trí đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí Nguyễn Tấn Nguyên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Lê Thành Quân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Du Thị Hiệp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tại các nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào đã thông tin đến các đồng chí cán bộ Hưu trí những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Lãnh đạo tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cán bộ Hưu trí đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời mong muốn các cán bộ Hưu trí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ sau, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình các đồng chí cán bộ Hưu trí vui khỏe, an lành hạnh phúc các đồng chí cán bộ hưu trí cảm ơn lãnh đạo tỉnh sóc trăng đã quan tâm thăm hỏi và chúc đoàn cũng như các thế hệ lãnh đạo tỉnh đảng bộ tỉnh sóc trăng tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới Thưa quý vị, sáng nay, đoàn chúc Tết của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết các cán bộ hưu trí, gia đình chính sách và đơn vị trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện 30 tháng 4, Ông Nguyễn Văn Quận đã ghi nhận đến giá cao những đóng góp của tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện 30 tháng 4 trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là những cống hiến cho công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, tập thể lãnh đạo và y bác sĩ bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy Sóc Trăng đã trao tặng phần quà Tết và chúc tập thể bệnh viện 30 tháng 4 đón năm mới an khang thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới tiếp đến đoàn đã đến thăm và chúc tết các cán bộ hưu trí anh hùng lực lượng vũ trang thương bệnh binh cán bộ chiến sĩ tiền khởi nghĩa gồm ông trần minh gia đình đồng chí nguyễn văn thới ông nguyễn văn tiên ông phạm hồng phước ông phạm văn tiền ông nguyễn chánh kỷ ông lý ngọc cung ông trang thanh hùng và ông trương hoài phong Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống, đồng thời tặng quà Tết và chúc các đồng chí hưu trí cùng gia đình đón năm mới quý mão 2023 thật hạnh phúc, đầm ấm, dạng sự như ý. Đồng thời mong muốn các cán bộ hưu trí cùng gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế sau của địa phương, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian tới chiều ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của Ủy ban dân tộc do Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc tại tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Dự buổi trao quà có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lý Rô Tha, trưởng ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, Thiếu trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới, chúc Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2023 đến những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đồng thời mong muốn những người có uy tín trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 9 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng thành lập hai đoàn công tác do Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Đỗ Tiến Sĩ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết cán bộ hưu trí và đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm chúc Tết các đồng chí mai hồng thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh huỳnh thành hiệp nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần văn chuyện nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại tá trần dương tiễn nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh đại tá nguyễn văn thống nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự thành phố sóc trăng và ban chỉ huy quân sự huyện thạnh trị Tại các điểm thăm chúc Tết cán bộ hưu trí, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của tỉnh trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ quân sự tỉnh, đồng thời chúc các đồng chí và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu hơn nữa để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sóc Trăng và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thành Trị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả các đơn vị đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 chủ động tham mưu với đảng ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và công tác huấn luyện nhân dịp tết nguyên đáng lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị năm mới vui vẻ hạnh phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đoàn chúc Tết của công an tỉnh sóc trăng do đại tá bùi quốc khánh giám đốc công an tỉnh làm trưởng đoàn cũng vừa đến năm chúc Tết và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo công an tỉnh qua các thời kỳ. Tại nơi đến thăm, giám đốc công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, thông tin đến các đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu những thành tựu đạt được của công an tỉnh nhà trong năm qua và trân trọng tặng các phần quà Tết cũng như lời chúc các đồng chí cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe giám đốc công an tỉnh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới các đồng chí lãnh đạo cán bộ hưu trí tiếp tục thường xuyên quan tâm động viên và đóng góp nhiều ý kiến tâm quyết trong các mặt công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn xã hội giúp lực lượng công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao Lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện Long Phú cùng với đoàn cán bộ đã đến thăm và chúc tết cán bộ hưu trí và gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Long Phú, xã Long Phú, nhân dịp xuân quý mão năm 2023. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã chúc mừng năm mới, ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe và thông tin về tình hình kinh tế xã hội huyện nhà đã đạt được trong năm qua. Theo đó, 21 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết của huyện ủy đề ra đều thực hiện đạt và vượt, lãnh đạo huyện mong các cán bộ hưu trí bằng kinh nghiệm qua nhiều năm công tác có nhiều ý kiến đóng góp cho đảng bộ để đưa quê hương long phú ngày thêm khởi sắc dịp này lãnh đạo huyện ủy đã tặng quà cho các gia đình để vui xuân đón tết